Vâng, xin chào quý vị khán giả. Trong clip này tôi cũng sẽ giới thiệu thêm về một số những cây đang đàm và những cây phôi cho một số những anh em đang tìm những cái dòng cây hợp túi tiền để sở hữu cho mình. Đây là một cái cây me trái tròn nhé, một cái cây song, gọi là song thụ, hai cốt bằng nhau, gọi là huynh đệ song hành. Cây trung gốc, đế thì nở nhá, đế nở nang bốn hướng đều có rễ cả. Và đặc biệt cái cây me trái tròn này rất khỏe, nó bóc lớp vảy sừng này ra thì nó lại ra cái lớp da non bên trong, cây khỏe cho nên là bo túm sẹo này, khá độc đáo. Cây đã được định hình tay bông rất điệu luôn, và đang trong cái giai đoạn lá nó ra non phun mầm, cây rất khỏe nhá. Đây là sức sống nội lực đẩy ra rất khỏe. Đây là quả phúc. Bạn nào mà thích thì cũng có thể liên hệ mua về làm tiếp. Anh giới thiệu chia sẻ anh em đây một cốt me quả tròn song thụ rất là đẹp. Cái cốt này đo kích thước cho anh em này, phần bệ này, phần bệ là 72 này. Đo một thân này, một thân của cây này là 38 này. Chiều tàn của cây này là ra đây là 70 này. Chiều cao là 55. Thì cái cốt này để cho anh em là 3,5 triệu bao ship cho anh em. Cốt me quả tròn. Một cốt me khá độc đáo đã định hình xong nhá. Cây thân cốt rất đẹp, nhìn rất phê. Tôi cũng rất thích ngắm cây này. Cái cốt của nó vừa côn, vừa song thụ, vừa già, vừa khỏe. Tôi sẽ cố gắng sang đường trong để quay cho chúng ta cùng xem vế mặt sau. Và anh em nào thích thì liên hệ với anh Đại nhé, để sở hữu cho mình cây này. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng, ở cây tiếp theo giới thiệu với khán giả, đây cũng là một cây me trái tròn. Đây là một cây me có cái thân cốt, thân dáng độc đáo, lạ mắt. Anh em mà nhìn thực tế thì thấy nó phê. Cây này đã định hình xong tay bông nhá. Và bây giờ tôi sẽ quay đến gần chi tiết cho chúng ta cùng xem. Cây rễ rất đẹp. Rễ méo, vặn vẹo, đa chiều. Lũa cứng này. Cây khỏe bo sẹo nhá. Những dòng cây nó khỏe, sẹo nó bo túm như này rất đẹp. Và anh em không sợ gì cả. Với những dòng cây khỏe này chúng ta chơi thoải mái luôn. Cái bộ tay bông đang được làm đây. Tay bay ra này. Tay sang bên vế sườn cây. Quả phúc của con tử. Và trên này cũng là cái cành bay ra của cây chủ nhá. Cũng được làm vẽ 3D và đường co lắc rất điệu. Coi như cây này đã định hình xong tay bông. Và tôi sẽ nhờ anh Đại giới thiệu thêm. Hôm nay cũng chia sẻ anh em này một cốt me rất là quái cây. Cái điểm dẹt của thân đây, điểm trườn bay. Thì cái cốt me này rất là làm cũng gọi là từ 80% rồi. Cái điểm nhấn của nó rất là đẹp. Đây đo chiều bệ dài đây là 1,5 m này. Tổng dài bệ 1,5 m. Thân chính đây là 45 phân. Thân phụ là 36 phân. Chiều tổng tàn gian đây là 90 này. Chiều cao. Chiều cao của cây này là vào 72 phân. Nếu mà cây này mà trồng cho co sang cái chậu khác nó rơi khoảng 90. Cây này thì để cho anh em là 6 triệu bao ship cho anh em. 6 triệu bao ship. Một cây me trái tròn nhá. Cái này thì có tính xử lý cho sang cái khay khác, tại vì nuôi để chậu này. Cả hai mặt đều đẹp. Cây đang làm, đang nuôi, bác nào mà thích thì có thể liên hệ nhá.
để sở hữu cho mình cây này. Và đây chính là mặt sau của cây. Cây rất khỏe. Vâng, khá điệu và đẹp. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Cây tiếp theo là cái cây ngay bên cạnh đây. Cũng là cây me trái tròn. Khá độc đáo nhé. Lá nạo xanh đẹp, lộc đỏ. Răm dày đúng không? Rất là thích. Đây tôi sẽ chuyển hướng sang với bên này để quay. Cột me rất đẹp. Đây là thân đế này. Có thân chủ và những thân phụ. Tay bông thì dày như này. Định hình xong rồi nhá. Cây khỏe, lá xanh, bo sẹo. Da chun vào. Anh giới thiệu thêm về cây đi. Thì cũng chia sẻ anh em tác phẩm me này. Thứ nhất là gốc nó cổ thụ. Mình nó cao đấy nhưng mà sửa ngắn đi. Làm nó cũng lùn cây. Cốt chia tay bông nó ngắn thấp. Nó gọn cây. Thì tôi cũng chia sẻ anh em tác phẩm này. Đo kích thước anh em xem. Còn vanh bệ là 80 này. Hoành gốc 80. Chiều tàn của cây này ra đến đây là 98 này. 98 anh đo cho một cái hoành thân chính. Hai thân dính nhau. Hoành thân chính đây là 52 phân. Chiều cao. Chiều cao của cây này là 58 phân. 58 à? Vâng, tôi sẽ quay mặt đối diện. Và sau đó sẽ nhờ đến anh Đại giới thiệu về giá nhé. Xem cây phải xem từ từ chi tiết thì mới thấy nó đẹp được. Bông tan. Tay là làm là gọn cây. Cái và dòng này răm dày quá. Quả thì nói thật, cái dòng này quả thì thôi, chấm hết luôn. Nó rất là nhiều quả. Cái dịp vừa rồi nó ra quả bắt đầu xanh. Mình ăn hơi chát chát xong uống nước lại ngọt. Đấy, chát chua xong ngọt. Anh em nhìn cái vết sẹo chưa? Nó bo kinh khủng luôn. Đây là cái vết sẹo cũ, nó đã bo túm kín rồi đây. Và đây những cái sẹo của phần thân đã bị cắt. Bác nào thích thì liên hệ với anh Đại nhé, để sở hữu cho mình cái này. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng, ở cây tiếp theo giới thiệu với quý vị khán giả, đây cũng là một cây sơn cá nữa. Với cây sơn cá thì anh em trong giới chơi cây hay gọi là những mảnh đời ghép lại hay những mảnh đời còn lại. Bởi vì cái sức sống mãnh liệt của nó. Khi mà cây thân nó lũa cứng, cái phần vỏ nó kéo rất mạnh để nó nuôi cây. Cây lũa thì nhưng mà lá lúc nào xanh tươi này. Và cây bung rất khỏe, cây bền. Phần lũa như là người ta gọi là lũa thép ấy, đúng không? Ừ. Trông nó hầm hố, trông như được tạo tác. Đây là lũa của tự nhiên nhá. Trên này mới có tạo tác một chút thôi. Còn trong này lũa tự nhiên hết. Đây, ve sẹo đây. Lá dăm được ép dày và lá nhỏ nhá. Anh giới thiệu thêm về cây đi. Thì cũng chia sẻ anh em đây một cốt sưng cá. Nhất cái phần bệ của nó và phần thân và phần tay cành. Tay cành thì là mình cân đối xé giản vân rồi và thu như một cây đại thụ rồi. Cốt côn và cái phần thân của mai đá xương cá này thì nó rất là chắc và rất là bền. Cái sẹo ve rất là đẹp. Làm đâu nó ve ăn đấy. Và cây này thì sức sống thì chấm hết luôn. Lá thì xanh, đẹp. Cái đường gân be này nó như cái gì? Rồi. Nhưng mà thanh sắt ghép đấy. Đo kích thước cho anh em xem cái phần bệ. Cái này thì mình đang nuôi đây. Đánh thì nó thay sang cái chậu khác. Anh em chơi sang chậu khác. Cái này cái phần vanh của cây này là 1m35. 1m35. Hoành gốc. Hoành gốc này. Hoành thân ở trên đây này. Hoành thân là 65 phân này. Hoành thân 65. Dài tàn. Dài tàn là 85 này. Chiều cao cái này là 82 phân này. Cái này để cho anh em là 7 triệu bao ship nhá. 7 triệu bao ship. Vâng, một cây sương cá rất đẹp nhá. Tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo để quay cho chúng ta cùng xem.
Vâng, cây tiếp theo giới thiệu với quý vị khán giả, đây là một cây me trái tròn tiếp, một trong những cây trực có thân méo bệnh, lu biếu, côn cây và dáng khá điệu và đẹp, có cả tay rơi, cũng là cây đang làm nhé, mới định hình xong tay bông. Đây chúng ta xem sẹo ve này, thân cốt méo. Đây là cái tay rơi, bay ra và rơi xuống. Đây các tay đều định hình các điểm đẹp rồi nhá. Anh giới thiệu thêm đi. Thì cũng chia sẻ anh em là một cái cốt me bị làm được tầm 80% rồi, cái phần bệ này. Cái cốt thì nó cũng rất là, trước là rất cao, mình xử lý xong mình cắt làm thành bông, chia cho bông cành rất là cân đối rồi. Này anh em về chỉ chơi thôi, mình cắt tỉa thôi để chơi quả. Đây, cái phần bệ rất là đẹp, phần trực nắp. Cái này thì anh em cũng chia sẻ là mình đo kích thước và báo giá cho anh em. Đây, bên này là 63 phân này. Hoành gốc 63, hoành cổ. Hoành cổ 42 này. Cái này là chiều tàn của cây này là 72 này. Chiều cao của cây này 73. Cái này này một cốt me trực rất là đẹp. Để cho anh em là 4 triệu bao ship cho anh em. 4 triệu bao ship. Cái da của nó nhìn đó, da nhăn như đá mà nó ve sẹo cái thứ rất là đẹp. Nhìn như đá nhá. Đẹp lắm. Nụ nó rất đẹp. Vâng, anh em nào thích thì liên hệ với anh Đại nhá để sở hữu cho mình cây me này. Clip này rất nhiều me. Toàn cây me đẹp thôi. Và tôi sẽ chuyển sang cây tiếp theo. Vâng, cây cuối cùng trong clip này cũng là một cây me trái tròn. Cũng là cây có thân quái nghệ thuật, lu biếu, thân cốt già, da rẻ chun méo. Cây đã được định hình tay bông xong. Chúng ta có thể xem thân cốt của cây này. Rất đẹp, nhìn như đá. Lu lên nhiều đấy. Ngọt. Đấy, đây, lu. Trong thời gian. Tay bông đã định hình xong nhá. Vừa rồi cắt lá đi, đang ra mầm mới, răm dày. Anh em chơi cái dòng me này nó thích cái là mình làm mình lại cứ cắt lại lẩy. Lẩy xong mình lại làm thì nó rít ra. Anh giới thiệu thêm với cây đi. Cái cốt me này thì có điểm là điểm nhấn của cây thì nó là thiên nhiên tạo cho. Những điểm nhọt này và thân này chia nó cũng có cái điểm rất là ấm, ba thân. Đấy, phần tử. Đây những phát cắt giật đẹp. Phôi mang về phải cắt giật đi làm ra được thì nó mới đẹp được. Trước nó cũng là lên thẳng nhưng cái cốt khi mình chỉnh sửa nó lụt lại, cây chia bông nó đẹp. Đo kích thước cho anh em xem cái phần này nhá. Phần bệ là đây là 78. Hoành đế 78. Hoành đế 78. Phần chính này. Phần chính đây là 32 phân. Phụ. Đây là vào 28 phân. Tác phẩm này dài tàn và chiều cao đo chừng. Chiều tàn của cây này là 80. Chiều cao của cây này là 55. Rồi, tác phẩm này nhượng cho anh em là 5 triệu rưỡi bao ship. 5 triệu rưỡi bao ship. Vâng, một trong những cốt cây rất đẹp nhá, độc đáo, lu biếu. Tay cành định hình xong rồi, rất đẹp, điệu. Anh em nào thích thì cũng có thể liên hệ với anh Đại nhé, để sở hữu cho mình cái này. Và tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào anh em và hẹn gặp lại. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.